Triệu Lệ Dĩnh về Thượng Hải thăm con. Chiều nay, ngày 29 tháng 6, diễn viên Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở sân bay Thượng Hải. Theo 163, lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh lần này là riêng tư, cô mặc đồ rộng rãi, để lộ đôi chân nhỏ, vóc dáng gầy mảnh mai, tóc dài. Sau khi tới sân bay, diễn viên đi theo lối VIP và lên thẳng chiếc xe đang chờ sẵn rồi rời đi. Con trai của Châu Lệ Dĩnh hiện được cho là sống tại Thượng Hải với bố và nhà nội. Không tranh quyền nuôi con với chồng cũ, tay tử Phùng Thiệu Phong, Lệ Dĩnh thi thoảng sẽ đều đặn trở về thăm em bé. Mỗi lần về Thượng Hải, cô đều cố gắng kín đáo, ít gây sự chú ý. Tuy nhiên, theo tờ 163 ghi nhận, chỉ riêng trong tháng 6, Châu Lệ Dĩnh ít nhất về Thượng Hải hai lần, mỗi lần đều ở lại ít nhất vài ngày và hoàn toàn không lộ diện trước truyền thông. Dường như, thời gian đó, cô đều dành thời gian cho cậu con trai nhỏ hôm đó truyền thông của trung quốc lần đầu tiên tung ra hình ảnh con trai triệu lệ dĩnh ngày hôm đó cậu bé được ông nội và bảo mẫu đưa đến nhà trẻ bố của Phùng Tiểu Phong mặc chiếc áo phông rộng màu đen và quần tây trắng. Có lẽ do sắp được gặp bạn bè và cô giáo nên cậu bé không hề e dè hay sợ dệt. Sau khi để cháu ở lại trường, bố Phùng Tiểu Phong về nhà một mình. Ông Phùng được cho là một đại gia trong những ngành dệt may với gia tài trị giá hàng trăm triệu tệ. Khi Phùng Tiểu Phong còn rất nhỏ, bố anh đã con trai vào học lớp chuyên ngành văn học nghệ thuật. Thậm chí cậu ấm còn được trang bị một chiếc xe hơi sang trong khi trưởng thành. Sau đó, cậu bé được bảo mẫu đưa đến trung tâm thương mại để gặp Triệu Lệ Dĩnh. Đây là lần đầu tiên truyền thông bắt gặp được cảnh Triệu Lệ Dĩnh ôm con. Cậu bé rất hạnh phúc khi được gặp lại mẹ. Sau đó, cả hai đi thang máy lên khu vườn trên tầng thượng của trung tâm thương mại để chơi. Hai mẹ con đã có những bức ảnh tương tác siêu tình tứ. Dù mới 2 tuổi, nhưng con trai của Triệu Lệ Dĩnh lại sở hữu một chiều cao vượt trội. Để người ngoài không nhận ra, Triệu Lệ Dĩnh luôn đeo khẩu trang, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì tới việc cô tương tác với con trai. Có thể thấy, cô nàng rất kiên nhẫn và vui vẻ khi trò chuyện cùng con. Sau khi vui chơi, cả nhóm lên xe trở về nhà Phùng Thiệu Phong. Từ trước đến nay, Triệu Lệ Dĩnh và chồng chưa bao giờ lộ diện quý tử, chí chưa từng lộ từ bóng lưng đến ngón tay. Có lẽ thứ duy nhất họ khoe về con chính là dấu chân của bé lúc chào đời. Trường đại dĩnh, Phùng Thiệu Phong công bố ly hôn vào ngày 23 tháng 4. Trước đó, cặp sao đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2018 sau khi phải lòng nhau trên phim trường Tây Du Ký. Hồi tháng 3 năm 2019, Triệu Đệ Dĩnh sinh con trai đầu lòng, tin đồn cặp sao trục trặc từng nhiều lần rộ lên trong showbiz. Tuy nhiên, hai người không xác nhận đầu năm nay vợ chồng Triệu Đại Dĩnh được cho là vẫn đến phim trường thăm nhau và đi cùng Hải Nam du lịch. Vì thế việc họ chia tay đã gây bất ngờ. Diễn viên Triệu Đại Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí vào năm 2006 sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. 7 năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao cho những gai phụ do gương mặt được đánh giá kém sang, không có thế lực chống lưng. Vào năm 2003, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc khi cô được giao vai chính trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Tiếp đó, thành công với Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Chuyện. Năm 2017, Triệu Đại Dĩnh đứng thứ tư danh sách sao gốc hoa kiếm nhiều tiền nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Forbes thống kê thu nhập của nữ diễn viên trong năm 2017 khoảng 21 triệu USD. Hiện cô là cổ đông của ba tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc.